Rồi, chào mọi người trở lại kênh Minh Nước Vlog nha. Hôm nay mình chia sẻ cho bà con cô bác mình xem hàng bãi vui ra đó. Bà con có nhu cầu mua ha, cứ chạy tới quốc lộ 1 ha, hướng về Bình Dương, hướng về miền Tây bà con, hướng về Long An ha, 294 quốc lộ 1 ha. Mình chia sẻ cho bà con cô bác hàng bãi vui ra cực kỳ nhiều món luôn. Cả nhà thấy cảm thấy ok ha, ghé lựa ha, đạt lỗi ha, rất là nhiều món để mình chia sẻ cho mọi người xem. Mọi người nhớ nha, cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ ha, cho kênh có động lực á, quay đi quay rất nhiều video cho bà con cô bác mình xem. Đây các loại luôn ha, có 25 con rồi, hàng bãi rất là nhiều món này. Này bộ phận xe bin, máy cắt hàng rào, máy rửa xe ha, máy hàng ha, đủ loại ha. Ai có nhu cầu mua cái tái lựa ha, bao lựa không bao xài, rất là nhiều. Đầy đủ nha, bà con có nhu cầu mua ha, ghé lựa nha, bán cho bà con về xài ha, các loại. Bây giờ đi công luôn. Rất nhiều nha. Món nào cũng có hết, tùy loại tùy giá ha. Hai 294 quốc lộ 1 quận Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nha. Đây là quốc lộ 1A nè. Đây là quốc lộ 1A ha, hướng về Long An nha bà con. Cách ngã tư Gò Mây khoảng 1 cây số, hướng về Long An nha. Bà con đi dễ mua ha, 294 ha, chia sẻ thành phố Hồ Chí Minh nha, 294 ha. Để qua bên này, bà con thấy nè, rất chi là nhiều món luôn. Ai có nhu cầu mua ha, tới cửa hàng lựa nha. Rất là nhiều ha. Thank you.
đây là cát lội nha, rất chi là nhiều. Bà con có nhu cầu mua món nào cứ đến cửa hàng để quay cho bà con của bác xem. Cả nhà nhớ nha, cho mình xin một like nha, đăng ký kênh và một lượt chia sẻ ha, cho kênh có động lực làm video cho bà con của bác mình xem giải trí nha. Rất nhiều ha. Rồi mình chia sẻ một dòng, cả nhà thấy có ý nghĩa, đây là một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye.